Đám tang của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Ji-han, một trong số những nạn nhân trong vụ dẫm đạp tại Itaewon vừa qua đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Công ty quản lý của Lee Ji-han, 935 Entertainment đã xác nhận, nam diễn viên 24 tuổi đã có mặt trong dòng người đông đúc tràn vào các ngõ phố nhỏ tại khu phố Itaewon vào tối ngày 29 tháng 10, sau đó vụ dẫm đạp đã xảy ra. Theo một số nguồn tin, Lee Ji-han đã có hành động anh hùng đầy tình yêu thương dành cho một bé gái. Trong quá trình cố gắng thoát ra khỏi đám đông, Lee Ji-han đã nhìn thấy một bé gái bị ngã. Anh cố gắng cứu bé gái nhưng chính bản thân anh lại gặp tai nạn và qua đời ở tuổi 24. Cha mẹ của bé gái đã gửi lời cảm ơn và chia buồn tới gia đình của nam ca sĩ xấu số. Nguyên nhân cái chết của Lee Ji-han đang được bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc thương và ca ngợi hành động dũng cảm, quên mình vì người khác của Lee Ji-han, nam nghệ sĩ mới 24 tuổi và đang bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Lee Ji-han bắt đầu ra mắt công chúng vào năm 2017 trong chương trình truyền hình thực tế Produce 101 của Hàn Quốc. Đến năm 2019, nam diễn viên quá cố lấn sân sang mảng phim truyền hình với bộ phim đầu tay Today, What's Another Nam Hyun Day. Trước khi qua đời, Lee Ji-han đang quay dở bộ phim Gyeokdugijeong do đài MBC sản xuất. Đại diện đoàn phim nói với Sport TV News, trong Gyeokdugijeong, Lee Ji-han vào vai Yung Yi-jong, bạn trai cũ của nhân vật Han Geo-jong do Im Su-heng đảm nhận. Các cảnh quay của Lee Ji-han trong bộ phim chưa thể hoàn thành. Ekip làm phim Gyeokdugijeong đã quyết định tạm dừng sản xuất sau khi có thông tin nam diễn viên Lee Ji-han qua đời. Tuy nhiên, đoàn phim chưa quyết định về việc thay thế diễn viên. Cả đoàn phim đã cùng tới tham dự tang lễ của Lee Ji-han, bày tỏ niềm thương tiếc và lời chia buồn của mình tới gia đình nam diễn viên trẻ. Phía nhà sản xuất vẫn chưa công bố về thời gian bộ phim tiếp tục ghi hình. Được biết, Lee Ji-han sống ngay tại Itaewon và chỉ cách nhà một đoạn ngắn trước khi qua đời trong thảm kịch dẫm đạp này. Tính đến ngày 1 tháng 11, số người tử vong trong thảm kịch dẫm đạp tại Itaewon đã tăng lên 156 người, trong đó có 26 công dân nước ngoài và 152 người khác bị thương.